À, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái hình elip ha. Đây, ví dụ ta muốn vẽ một cái hình elip như thế này, thì đối với hình elip á, ta có hai trục, trục ngang và trục đứng này. Ví dụ trục ngang này ta gọi là trục dài và trục ngắn ha. Đây, trục dài ví dụ ứng với hình này, trục dài của ta là 80 nè, trục ngắn là 60 nè. Thì cái lệnh vẽ elip á, cái phím tắt của nó là EL, Enter hoặc là khoảng trắng. E là khoảng trắng đó. Đây mình sẽ vẽ thử cho các bạn xem. Đây E, L khoảng trắng nè. Nó hỏi nè, specify axis endpoint of ellipse nè, tức là gì, xác định cái điểm điểm đầu của cái trục của ellipse. Đây mình lít chọn một điểm này kéo ra nè nha. Để vẽ ngang á, thì mình bấm Ctrl L nè, nó bật tắt chế độ auto đó, chế độ vẽ ngang đó. Rồi mình kéo ngang qua đây, mình nhập 80 ha. Cái trục dài nó là, chiều dài nó là 80. Enter nè, đó thấy không? Zoom lên nè. Zoom lên. Rồi cái trục ngắn, các bạn lưu ý là trục ngắn là nó tính từ tâm, thấy không? Các bạn thấy nó điểm ngay tâm không? Thì lên thì trục ngắn này, tổng chiều dài của trục ngắn này là 60, thì ở giữa này từ tâm đi lên này chỉ có 30 thôi nha. Các bạn lưu ý nha, chỉ có 30 thôi nha. Enter nè. Đó, vậy ta được vẽ được cái elip mà có trục dài này là 80 và trục ngắn này từ đây vào đây là 60, từ tâm qua đây là 30 đó. Hoặc là mình có thể bấm vô đây ha, mình có thể dùng lệnh tắt hoặc là mình dùng cái chọn nút lệnh từ cái thanh công cụ trên đây ha. Đây vẽ lại nha các bạn. Đây chọn là specify center nè. Ở đây các bạn lưu ý nha, ở đây nó có nhiều kiểu nha đó. Chọn đây là gì, vẽ theo tâm nha. Đây vẽ theo tâm, cũng vẽ cái elip có cái trục ngang này là 80 và trục ngắn này là 60 ha. Thì nhưng mà cái trong cái chế độ này nè là nó tâm ha, tâm từ tâm đến điểm của trục dài và từ tâm đến điểm của trục ngắn. Đây tâm đây, vậy là đi qua đây là bao nhiêu, chỉ có 40 thôi đó. Lên đây bao nhiêu, 30 đó. Đây là hai cái khác nhau nha các bạn, hai cái khác nhau nè. Mình gọi lại lệnh nè, elip nè, enter nè. Đó mình thấy không, cái dấu nhắc nó gọi, nó hỏi mình khác nhau nè. Cái này xác định điểm đầu nè, các bạn lưu ý nha, xác định điểm đầu. Đây kéo ra thì ứng với trường hợp mình vẽ bằng lệnh bằng phím tắt á, thì nó hỏi đầu tiên, nó hỏi cái điểm đầu và cái điểm cuối của trục dài này. Mình nhập 80 nè, enter nè, qua đây thì đây lên đó là 30 nè, enter đó. Vậy mình, nếu mà trong trường hợp mình muốn dùng phím tắt mà vẽ theo kiểu center, center như này nè, vẽ theo kiểu center như này thì làm sao? Mình gọi lệnh EL Enter. Thì tại cái dòng nhắc nè, tại cái dòng nhắc xác định cái điểm đầu của cái trục elip á, hoặc nè, hoặc là arc hoặc center này, mình chọn vô center nè. Đó. Đó, nó cũng hỏi center nè, chọn nè, 40 nè, đúng không? Và đây là 30 nè. Đó, tức là gì? AutoCAD nó đưa cho ta nhiều cái kiểu vẽ ha. Rồi tiếp theo là đây, nó cái này là vẽ trục, cái là điểm cuối nè ha, là cái mặc định đó ha. Mặc định của đây đó, điểm đầu nè 80 nè đó, và đây là 30 nè đó, thấy chưa? Đó là cái nếu mà mình chọn cái cách thứ hai này ha. Rồi bây giờ giả sử như đây, quay lại cái bài tập, ta muốn vẽ thẳng cái elip mà có cái cạnh ngang này là cái trục ngang này là 60 và trục đứng này là 80 thì sao? Đó, mình cứ vẽ bình thường. Đây mình cũng gọi lệnh lẽ elip là EL nè, khoảng trắng nè, lít chọn nè, em bề ngang này là 60 nè, enter nè, qua đây nhiều 40 nè, enter nè. Đó từ nó đơn giản ha. Rồi bây giờ mình vẽ cái elip mà nó nằm nghiêng 45 độ như này nha. Trục dài là 80 và trục ngắn là 60. Đây cách vẽ thì làm sao để mình xác định góc nghiêng này, thì cũng dễ thôi nha. Mình gọi lệnh nè, EL nè, Enter nè. Đó, nó kêu là gì, xác định cái điểm đầu của trục elip đi. Đây điểm đầu đó, mình có thể tắt Ctrl L đi đó. Giờ làm sao xác định điểm bên đây thì mình mới dựa vào cái tọa độ cực. Tọa độ cực, các bạn đã học tọa độ cực rồi, có phải là từ điểm này nè, điểm mình bắt đầu vẽ đây, qua xác định điểm này, vậy là mình dùng tọa độ cực là mình biết là khoảng cách từ đây tới đây là 80 và góc nghiêng này là 45. Đây
Đây mình ship A móc này, tọa độ cực nha, 80 nè, đúng chưa? Là cái chiều dài A đó đó. Rồi, dấu nhỏ hơn nè, 45 độ nè. Đó thì cái này các em phải để ý là mình phải hiểu bên cái tọa độ cực ha. Enter nè, đó thấy chưa? Là gì điểm này với điểm này, đó, điểm này với điểm này. Rồi. Cái khoảng cách theo cái trục còn lại là 30 nè. Đó, trục còn lại thì nó tự hiểu mấy em ha. Nó tự hiểu nghĩa là sao? Nó sẽ vuông góc với cái trục mình đã vẽ, có phải trục đã vẽ là trục xuyên 45 độ, nó tự hiểu qua đây đó, nó tự hiểu khoảng cách qua đây rồi. Không? Bây giờ tao qua cái kế tiếp là vẽ cái elip mà một phần elip thôi, hoặc là một cung của elip đó. Ví dụ tôi muốn vẽ này đó, thì trong AutoCAD nó cũng cho phép mình vẽ cái kiểu này đây đó, trong cái này đây elip arc này, một cung của elip thôi. Bây giờ như thế này, tôi sẽ vẽ một cái một nửa elip ở phía trên. Các bạn lưu ý nha, chọn nè, gọi lệnh nè đó, và nó kêu nè xác định điểm đầu đây, điểm đầu đây. Các bạn lưu ý nha, điểm đầu từ đây tôi vẽ về phía bên phải nha, tí nữa nó sẽ tính góc là góc hợp giữa cái phương mình vẽ nè ha, phương từ phải qua đây là phương dương qua hướng bên phải nè, và nó tính góc bắt đầu vẽ là ngược chiều kim đồng hồ tính dương nha. Rồi cái này ví dụ như là 80, đúng chưa? Enter đó là qua đây. Rồi cái trục ngắn này 30 ha, xác định cái trục còn lại nè, kích thước trục còn lại 30 đó, thì nó dựng đầy đủ cái elip lên. Bây giờ mình mới chọn cái góc để nó xoay nè. Ví dụ tôi muốn vẽ từ đây qua đây, từ đây qua đây nha các bạn. Đây là bắt đầu từ đây qua đây, nửa phía dưới đây không có, tôi bỏ. Thì nó hỏi nè cái góc bắt đầu ha, góc bắt đầu thì các bạn lưu ý nè, hồi nãy mình chọn điểm đầu đây nè, điểm cuối đây, vậy là coi như mình tưởng tượng nè cái vector dương của mình ở đây đúng không, từ trái qua phải đây và góc ở đây, nó tính theo vector dương đó và nó tính ngược chiều kim đồng hồ là góc dương nha. Có phải từ đây qua đây vậy, điểm xuất phát ngay đây đúng không, mình vành ở đây, vậy mình muốn vẽ từ đây lên đây á là nó vành nè, đây góc 0 độ nha, góc 0 độ đây, vành lên đây là 180 độ nè. Vậy là từ 180 độ về lại góc 0 nè. Cho nên điểm bắt đầu là 180 nè. Thấy chưa? Nhiều bạn sẽ bị lỗi chỗ này rồi. Tới đây là nhiều, tới đây là chạm, chạm lại cái góc 0. À. Rồi, cũng vẽ hình này ha, cũng vẽ cái cung tương tự vậy, cái elip tương tự vậy, cung elip tương tự vậy, nhưng mà tôi sẽ vẽ từ phải qua trái đây. Điểm đầu tiên tôi lít nè, điểm này nha, tôi kéo về bên trái nha các bạn. Vậy là cái vector vector dương của mình nó sẽ hướng qua đây. Rồi cũng là 80 nè, enter nha, các bạn lưu ý điều này nha. Rồi ngang này lên 30, vậy là gì, xin lỗi, mình phải gọi cái lệnh này chứ, đây gọi nha, lệnh vẽ cung nha. Rồi chọn bên phải nè, kéo qua đây 80 nè, thấy chưa? Rồi cái này là 30 nè, đó nó sẽ dựng cái elip đầy đủ. Sau đó mình mới chọn các góc độ để mình quyết định vẽ. Có phải cái vector đầu tiên á, cái trục đầu tiên mình vẽ từ đây qua đây, từ đây qua đây thì nó cứ tính ha, nó cứ tính là điểm xuất phát nè, bắt đầu từ điểm xuất phát nhìn qua cái hướng nó vẽ nè và quay ngược chiều kim đồng hồ đó. Vậy là ứng dưới đây là 0 độ cho đến 180 độ nè, cho nên cái specify start angle tức là góc đầu tiên nè, góc bắt đầu là 0 độ nè, thấy chưa, và góc kết thúc ở đây là 180 độ, thấy chưa? Vậy là nó phụ thuộc vào cái hướng mình chọn cái trục đầu tiên á nha. Bây giờ tôi muốn tôi cũng vẽ nè, tôi cũng vẽ từ bên đây qua nha, từ phải qua trái, và hướng muốn vẽ cái cung dưới này thì tôi làm sao? Đây tôi gọi là lệnh nè, đây điểm đầu đây qua đây 80 nha, nhớ nha, từ vẽ từ phải qua trái, enter nè, này 30 nè, enter nè. Vậy bắt đầu hướng từ đây qua đây mà tôi muốn vẽ đoạn dưới đây, vậy có phải là gì, đây nè, đây là góc 0 độ tính đây 180 độ nè, vậy từ 180 độ về lại 0 độ nè, vậy đây là 180 độ nè, enter nè, nó về lại 0 độ, enter nè. Thấy giờ đó, nhiều bạn không để ý cái này ha, tức là vì cái góc nó phụ thuộc vào cái hướng chụp ban đầu mình vẽ. Bây giờ cũng vẽ xuống như vậy ha, cũng vẽ cái nửa nửa cái elip dưới này, nhưng mà tôi vẽ từ trái qua phải cho các bạn xem nha. Đây gọi lệnh nè,
lít điểm đầu nè, kéo về bên phải nè, 80 nè, đúng không? Rồi 30 nè. Đó. Thì tôi hồi nãy tôi điểm đầu đây, điểm cuối đây ha, có phải là cái vector dương của mình nó hướng qua đây, mà mình nói là cứ vector dương hướng qua đây và nó cứ ngược chiều kim hồ góc đây đúng không? Nó cứ quay ngược kim hồ. Nó quay ngược kim hồ. Đó. Thì hoặc mình có thể lấy là gì, lấy cái tâm của elip đây đúng không, ngược chiều kim hồ vậy, thì cái góc này là góc nhiêu, góc 0 độ là tại vị trí này nè đúng không, quên, và tới đây là 180 độ nè, vậy góc đầu là 0 nè đúng chưa, rồi góc kế tiếp nè 180 nè đó, thấy không, nhiều bạn sẽ khó vẽ cái này rồi. Vậy bây giờ ứng với hình cụ thể ra, tôi vẽ một cái elip mà nó như thế này đó, một rồi là 1/4 của elip và ứng với cái cung như này. À, vậy là chiều này là 50, chiều này là 15 và lấy cái cung này. Rồi có nhiều cách, tôi vẽ hai cách luôn cho các bạn coi nha. Cách thứ nhất là tôi sẽ chọn từ trái qua phải. À, cái này là 50 đúng không, 50 enter, chiều này lên là 15 enter. À, bây giờ xác định cái góc, à, muốn vẽ từ đây qua đây nè đúng không, thì cái góc này là nãy mình vẽ từ trái qua phải đây thì nó dương đây. À, dương đây, và mình sẽ lấy đoạn này nha. Vậy là gì, à, là đoạn này xuống đây á, này góc 0 độ nè, 180 độ nè, đây là nhiêu, 180 cộng với 90 là 270 độ nè. Vậy là bắt góc bắt đầu là 270 độ nè. Enter nè, thấy chưa? Và góc này là nhiêu, 0 độ nè. Đó. Ok chưa? Rồi. Bây giờ tôi cũng vẽ cái hình như vậy, nhưng mà tôi hồi nãy là tôi vẽ từ trái qua phải đúng không? Giờ tôi vẽ từ phải qua trái nè. Lít đây nè, kéo về đây nè. 50 nè. Đúng chưa? Này là 15 nè. Đúng chưa? Rồi bây giờ hồi nãy là từ phải qua trái, vậy là cái hướng dương của cái trục mình nó qua đây đúng không, và cứ quay ngược chiều kim đồng hồ, quay ngược đồng hồ, vậy là góc bắt đầu từ đây là góc 90 độ đúng chưa, và tới đây là 180 độ đó, 90 độ nè, 180 độ nè đó, thấy chưa? Ok đó. À, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.